Xin chào kính chào khán giả đài, đài, truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin đầu tuần của Đỗ Dũng hôm nay là ngày thứ hai, 4 tới tháng 7 năm 2022. À, xin chúc mừng ngày lễ độc lập đến quý vị và xin chào anh Thổ Văn Xuân Nhi. Vâng, thưa mến chào Đỗ Dũng và một lần nữa xin kính chào quý khán giả SBTN. Tôi vừa mới phàn nàn với anh Hồ Văn Xuân Nhi là trên đường chúng tôi đến đây rất là đông xe vùng Rio Sài Gòn này, kẹt xe luôn. À, mình như vậy mình thấy cái văn hóa nó khác nhau người mỹ đó, ngày này họ ở trong nhà họ không có ra đường họ nếu có ra họ đã chút xíu họ mua đồ ăn là về họ đã mua chuẩn bị từ ngày hôm qua là giờ này trong nhà họ bbq dân việt nam ở vùng liêu sài gòn lại ngược lại không ở trong nhà đi ra đường <laughs> đến các quán ăn quán cà phê gặp bạn bè gặp bà con này kia đi chợ giờ này mới đi xong về nấu ăn thì nó đông quá nó ngược nhưng bây giờ qua anh nhi biết vì anh qua những cái thành phố khác mà mà mỹ đó mà ít người là anh thấy vắng lắm ta trong nhà anh công nhận không đúng rồi ngày gì? này là tớ trong nhà mình enjoy cái còn mình Nam mình ra đường với người Mỹ văn hóa họ thì là lễ là ngày với gia đình trong à. nhà ăn uống trong nhà đông hơn lễ nào cũng vậy hết còn người Việt Nam Đó mình ngược là... lại lễ chạy ra đường ừ. Nhưng mà nếu để chỉ có business Việt Nam mở cửa ngày lễ đúng rồi đúng, Mỹ đúng thì rồi đúng rồi và truyền thông Việt Nam làm ngày lễ nữa như tôi <laughs> <laughs> à. à. vâng Thưa quý vị, à, mặc dù là ngày lễ nhưng mà có một đề tài rất là đóng bỏng và quan trọng là trong tuần qua, chắc quý vị cũng biết, à, hôm à, tuần rồi, cô Cassidy Hutchinson, cựu nhân viên, cựu phụ tá Tòa Ốc, từng làm việc với ông Trump và ông Mark Meadow là tránh văn phòng Tòa Ốc tại ông Trump. Cô đã khai ở trước Ủy ban Điều tra Quốc hội, nhiều cái chuyện mà người ta gọi là bom tấn. Thì chắc quý vị cũng đã nghe rồi, tôi không cần phải nhắc lại những chuyện như vậy. Nhưng mà câu hỏi với anh Hồ Văn Sinh Nhi thế này, cái này ảnh hưởng ông Trump như thế nào? Thứ nhất là có ảnh hưởng hay không, và ảnh hưởng tốt hay xấu như thế nào xin anh cho biết trong dạ, chương này. Và thưa và kính thưa quý vị khán giả, thì như đối dụng nói cái testimony lời khai làm chứng của cô Cassidy Hutchinson vừa qua là một cái trái bom nổ chính trị nổ lớn tại Washington DC. À, tuy nhiên thật ra thì à, có nhiều người lo ngại rằng cái trái cái 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 quả bom này tung ra sẽ ảnh hưởng rất lớn chính trị cho ông Donald Trump nhưng mà À, tôi thì tôi không nghĩ vậy bởi vì cái uh, hiện giờ uh, trong những ngày tới thì không biết về mặt khía cạnh pháp lý sẽ có những cái cuộc điều tra nào khác hay không dựa vào cái lời khai của cô này uh, hoặc là uh, uh, sự phản ứng của cử tri thì thực ra thì cũng chưa có những cái thăm dò nào cho thấy phản ứng của cử tri uh, trong cái vấn đề sau lời khai của bà Hutchinson uh, vừa qua thì nó sẽ uh, tệ hại hay là uh, có ảnh hưởng như thế nào đối với uh, cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà tôi nghĩ rằng uh, đối với cái uh, lực lượng cử tri của đảng cộng hòa thì ông Donald Trump vẫn là hiện giờ là người đứng đầu và cái uh, uh, cái, quả bơ, những cái quả bơm những cái quả bơ chính trị này thực ra nó xuất phát từ cái quỹ ban điều tra ngày 6 tháng giêng đây là một cái quỹ ban mà đối với cử tri đảng cộng hòa những người đảng cộng hòa họ cho rằng cái mục đích của cái ủy ban này là để uh, triệt hạ uh, cựu tổng thống Donald Trump về mặt chính trị hơn là đi tìm hiểu những cái uh, góc độ về sự thật và những cái nguyên do nào mà đã xảy đến những cái điều này thì uh, họ không tin tưởng vào cái ủy ban này và họ cho đây là một cái ủy ban rất là partisan, rất là uh, thiên vị đảng phái uh, trong đó có hai dân biểu Đảng Cộng hòa Republican ngồi trong đó nhưng mà hai vị dân biểu này từ đầu tới cuối họ đều là những người rất là chỉ trích nặng nề tổng thống trump và đã được bà nancy pelosi chọn vào trong cái quỹ ban này thành ra cái quỹ ban này nó không có những cái người dân biểu có tính cách vô tư giống như là một cái bồi thẩm đoàn một cái jury để có những cái để đi tìm sự thật thì họ không cho cái quỹ ban này là có cái tinh thần đó mà là một cái tinh thần với một cái mục tiêu chính trị là để triệt hạ tổng thống trump nhiều hơn thành ra đối với cử tri đảng cộng hòa họ không tin nhiều vào cái quỹ ban này và những cái kết quả những cái điều gì mà quỹ ban này đưa ra cũng sẽ không có ảnh hưởng đối với lực lượng cử tri của đảng cộng hòa ủng hộ tổng thống trump sẽ không có suy giảm nhiều trong những ngày tới nhưng mà một trong những cái điều mà người ta đưa ra mà giới truyền thông họ đưa ra sau cái Lời lập chứng của bà Hutchinson là à, những cái điều đó cho thấy một cái thái độ nóng tính, à, rất là vô cùng à, à, nóng nảy nóng tính của à, cựu Tổng thống Trump. Thì cái điều đó nó có phích cho một cái vị Tổng thống. Nếu mà ông là Tổng thống thì nó có à, à, tốt hay không? Tại vì một vị Tổng thống nếu quá nóng tính có thể có những cái quyết định à, sai lầm. Thì những cái điều này thì phải thời gian trả lời với còn rất còn quá sớm và hơn nữa à, nó phải đi vào những cái yếu tố pháp lý à, để mà chứng minh được về mặt sức khỏe về mặt tâm thần của tổng thống Donald Trump không đủ khả năng à, để có thể đảm nhiệm chức vụ tổng thống chứ còn về chỉ qua những cái điều đơn giản đó thì cũng rất khó mà mà nói mà những lời khai của bà Hutchinson, ngay cả những cái viên chức của bộ Tư pháp họ cũng uh, có sự ngờ vực bởi vì họ nó rất bất ngờ với họ uh, những cái viên chức đang điều tra vấn đề mà uh, 6 tháng Giêng đó của bộ tư pháp họ cũng không có nghe được những cái lời khai này trước đây của bà hết kinh sân bởi vì bà đã được interview 4 bốn lần với cái quỹ ban uh, điều tra uh, của hạ viện nhưng mà cái uh, lần cuối cùng thì bà đưa ra những cái điều đó thì họ cũng uh, bất ngờ uh, tại sao không những trước và một số nhân vật có dính líu tới cái câu chuyện đó trong ngày 6 tháng giêng thì họ phủ nhận họ không uh, xác nhận cái uh, điều đó Ngoài trừ có những cái điểm khác như là có những người uh, tham dự cuộc biểu tình đó có đeo vỏ mang theo vỏ khí và uh, tổng thống trump ông có muốn tới tham dự tại capitol tức là tại uh, trụ sở quốc hội để tham gia cùng với những cái người biểu tình đó thì những cái điều đó là À, có họ không có phản bác cái, những cái điều đó. À, Thành ra cái ảnh hưởng tôi không cho rằng nó có ảnh hưởng với cử tri đảng cộng hòa. Và nếu mà tổng thống, cụ tổng thống Donald Trump muốn ra à, tái tranh cử à, trong cái à, lần tới, cái, cái lần thứ ba à, vào năm 2024 thì ông vẫn đang ở thế thượng phong và ông vẫn có thể thắng. Nhưng mà cái điều quan trọng là năm 2024 giữa ông và à, tổng à, thống đương nhiệm Joe Biden sẽ như thế nào. À, cả hai đều có những yếu điểm à, cựu tổng thống trump thì có những cái yếu điểm như đã vừa kể thì à, cái, uh, những cái claim của ông với một cái kết quả bầu cử mà ông cho là đã bị đánh cắp đã bị uh, gian lận mà không có bằng chứng và đồng thời với ta, tổng thống đương nhiệm joe biden thì trong hai năm tới ông phải làm thế nào để cải cách cái, cái, cái kinh tế bởi vì nước mỹ đang ở một cái tình trạng kinh tế rất là suy thoái và những cái lúc đó thì những cái điều mà xảy ra ngày 6 tháng giêng hay là những cái kết quả của cái quỹ ban điều tra này đưa ra nó tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều vào giới cử tri đặc biệt là những cái người cử tri à, độc lập à, còn những cử tri nào mà chống trâm họ đã chống và sẽ vẫn chống trâm và những cử tri nào ủng hộ trâm họ sẽ à, tuyệt đối vẫn ủng hộ cho ông nhưng mà khối cử tri mà độc lập hoặc những cái khối cử tri mà họ thay, sẵn sàng thay đổi lá phiếu của họ uh, tùy theo lựa chọn thì cái vấn đề mà đợi, cuộc sống hàng ngày cái daily living của họ uh, trong những cái năm đó nó sẽ như thế nào uh, suốt 4 năm họ sẽ nhìn lại và uh, Đảng Cộng hòa sẽ đưa ra 4 năm dưới thời của tổng thống Trump uh, nền kinh tế như thế nào và 4 năm của dưới thời tổng thống Joe Biden nền kinh tế như thế nào ai lãnh đạo tốt hơn đó là những cái điều mà À, sẽ là quyết định à, yếu tố quyết định lá phiếu năm 2024 và còn về cái cái vấn đề mà có fit để trở thành một vị à, để có thể lãnh đạo quốc gia hay không thì hiện giờ cả hai đều có quyết điểm à, à, tổng thống đương nhiệm Joe Biden thì vẫn thường bị chỉ trích về cái sức khỏe của ông à, đôi lúc ông bị cho là lú lẫn à, còn à, Tổng thống Trump thì là có những cái nóng tính nhưng mà những cái nóng tính đó à, sẽ được đặt ra Chắc chắn sẽ bị chỉ trích và sẽ được đặt ra nhưng mà nếu xét lại trong 4 năm ông đã làm Tổng thống thì ông đã có những quyết định nào gây đến nguy hại an ninh quốc gia hoặc là ảnh hưởng tới quốc gia do cái sự nóng tính hay không phải có những cái chứng minh đó thì đúng không? Thành ra tôi không nghĩ rằng nó có một cái áp lực chính trị hoặc là tạo một cái sự khó khăn nào cho Tổng thống Trump Cụ Tổng thống Trump nếu ông muốn ra năm 2024 thì nó sẽ không có cái điều gì ảnh hưởng nhưng mà sẽ có nhiều yếu tố khác hơn cái những cái chuyện gì mà ủy ban điều tra ngày 6 tháng giêng của hạ viện của hoa kỳ đưa ra sẽ có những cái điều khác hơn nó là sẽ là yếu tố cho cái quyết định bầu cử năm 2024 và còn đến 2 năm cả hai bên đều có đủ thời gian để mà thay đổi những cái suy nghĩ mà của cử tri trong năm 2022 này vâng uh, thực sự mà nói thì uh, chúng ta khó biết là cái ảnh hưởng nó như thế nào khi mà bầu cử uh, bởi vì bên ông Trump cũng có cái phản bác của ông nhưng mà cái đó chúng ta tính sau nhưng mà anh nghĩ sao khi mà ngay trong đảng cộng hòa thì rõ ràng là ông cũng bị ảnh hưởng qua cái chuyện này điển hình là ông thống đốc Ron DeSantis của Florida bây giờ là có một số tin cho biết là ông qua mặt ông Trump tức là ông Trump có thể bị thua ngay trong cái đề cử của đảng cộng hòa Ví dụ như uh, sau cái vụ uh, mà cô Cassidy Hutchinson uh, khai ra đó thì theo cái công ty mà cá cược á, à, cá cược á tên là Smartcast á thì bây giờ ông Ron DeSantis có tới cơ hội là 22% cơ hội thắng trong khi ông Trump chỉ còn có 20% mà thôi. Còn ông Biden thì có 14% mà, đó. Và nếu so với cách đây vài tháng, ví dụ hồi năm hồi tháng 11 đó trong bốn người mà gọi là được mà cái hãng này họ họ chấm điểm mà thắng đó là có ông Trump đứng đầu thứ nhì thì ông Biden thứ ba là bà Kamala Harris thứ tư là ông Ron DeSantis đến giữa tháng 6 đó thì ông Trump được cái smart kịch này đó, tính là chỉ có 12 thôi trong khi đó là ông ông ông, ông à, à có hơn ông Ron DeSantis chỉ có 12 điểm đó thôi tức là 25 so với 13 trăm nhưng bây giờ nó con số nó lại khác đó. Và trong những ngày qua nếu anh Hồ Văn Xuân Nhi để ý là các cái nhà tài trợ lớn đó thưa vị Mà chuyên môn ủng hộ các ứng cử viên tổng thống đó Thì bắt đầu họ đã các cược họ đánh qua bên họ đổ tiền qua ông Ron DeSantis Họ không ủng hộ ông Trump nữa Câu hỏi này anh mà Hồ Văn Xuân Nhi sẽ lý giải như thế nào sau phần quảng cáo Xin quý vị đừng rời màn hình SPTN